sóc. Thank you.
lần có khi nó ăn rửa rửa lên cân chạy. Mày đã làm rồi. Thấy chọn con này à? Anh bán chú về bảo mẹ là anh bán 12.000 cân nhá. Cái gì? Cái con này á, hút đời mai bán, cháu đi tập cho bằng cái xưa nó mới đẹp cực. Tôi đến nhà rồi. Người ta gọi là cầm 1, cầm 2, biết à? Mua thì mua. Bán lấy mấy cân rồi? Hay bán không hết? Mua 2 quả thôi. 17.000. Giả nó 20 rồi được. Không giả 20. Bó nó hẳn. Ăn thử quả non quả mùa mùa. Ơi bà. Chị về nhá. Nó rộng xong rồi làm. Nó nó quay nó hái. Bác hôm nay đi buôn hả? Mua về nhà dùng. Mua anh nhà dùng không mua nhiều. Mua nhà nó xa này. Mua cân, 15.000 2 cân. Anh người làm sao người sáng nay ra chợ 10 giờ rồi anh còn chẳng hàng với hàng. Chứ ai mở hàng. Bí này là bí non à? Quả này non. Quả này chỉ sao tỏi nó ngon lên. Quả này chỉ sao tỏi nó ngon lên này. Quả này đúng. Chuyển hình toàn quốc. Đôi bà, đôi này 4936. Tất cả 38.000. Này thứ 40.000. Bác chi đi này. Bác chi đi này. Bí ơi kìa. Dạ hiền bí kìa. Bí kìa. À dạ. Tôi tưởng mà là tôi. Bí ơi. Này mất điện cả rồi. Có điện đây đấy. Mới có. À chỉ cần mỗi gói mì tôm. Cho người ta ăn kia là 10.000 mất nhất. Ừ. Đây có một quả. Còn nó ép nhất là cái cà chua để mệt đấy. Cứ mua cà chua ta để về để vừa xanh vừa chín mới để. Hôm qua Phượng cho mò được cân và Phượng cứ lấy cái cà chua ta ăn muối. Còn hôm trước á, cứ sái ra như miếng gan vậy. Thấy cà chua đẹp đẹp, sái ra.